Chào cả nhà, hôm nay là ngày thăm viếng cuối cùng của cha Miên. Đây là một người cha thường thọ là 89 tuổi. Ngài đã về với Chúa. Mọi người đến thăm viếng. Đây là các cháu của cha, rất là đông nha. Mọi người đi thăm viếng cha lần cuối. Đây là ngày cuối cùng nha mọi người để thăm viếng cha và sẽ đưa cha đi tới nơi an nghỉ cuối cùng. Mình nói mình cũng xúc động lắm mọi người. Mình nói không có được nữa. Nên mọi người thông cảm. Chuẩn bị buổi lễ này. Đây là những người service nha. Còn vài phút nữa thánh lễ an táng bắt đầu, con xin kính mời tất cả những quý vị đại diện cho các hội đồng, hội đoàn, đoàn thể, giáo sĩ bạn xin theo sự hướng dẫn ban tiếp tân để vào bên trong nhà thờ. Ca đoàn Chiên Con, ca đoàn Sao Mai, liên đoàn Tông đồ Fatima, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, hội các bà mẹ. Bên hông nhà thờ nha mọi người, họ ngồi chặt hết. Đây là những người đi đám ma cho cha đây, rất là đông nha mọi người. Đây là chỉ một cái cánh của bên nhà thờ thôi. Vì cha ở đây đã bao nhiêu năm rồi nên mọi người rất thương về cha, rất là thương con Chiên nên con Chiên cũng rất là thương cha. Ở đây thiếu nhi, anh em thiếu nhi hồi xưa cha đã là linh hướng mọi miền Tây Bắc Bắc Kỳ nha mọi người, đã trở về đã bao nhiêu năm sinh hoạt với cha. Về với làng vì con đây tội lỗi, về với ngài để con nên sạch trắng. Lạy Chúa, các cha các nơi tập để làm lễ và đưa tiễn ra cha. Francisco Xavier Sơn Nguyên sinh ngày 30 tháng 12 năm 1932 tại làng Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, giáo phận Vinh, trong một gia đình có 9 anh chị em và cha Miên là người con thứ 8. 7 người anh chị trước cha Miên đã qua đời lúc còn nhỏ và chỉ còn lại cha Miên và người em trai và các cháu trách hiện đang sống ở Việt Nam và một số cháu trách của ngài đang ở tại Seattle, Washington và California.
Năm 1942, cậu Nghiên vào tiểu chuẩn viện giáo phận Vinh lúc 10 tuổi. Vài năm sau, cậu theo người bác ra Hà Nội qua ngã Hải Phòng. Tại đây, cậu theo học tại trường Dũng Lạc do cha Mai làm giám đốc. Trong thời gian này, cậu cố gắng trau dồi tiếng Anh. Hơn năm sau thì vào Đồng Hới và cậu lại chuyển qua học thêm tiếng Pháp với ước mơ qua Pháp tu tập. Năm 1953, tiểu chuẩn bị sơ tán, chuẩn bị di cư vào Nam. Ngài được gửi vào Huế ít tháng, rồi vào Sài Gòn ở trụ sở Vinh. Đến khi cậu xin viên miên vào trình diện Thủ tướng Ngô Đình Diệm năm 1954 để trình bày ý nguyện, thì Thủ tướng Diệm gạt phát của đi Pháp và bảo phải đi Mỹ vì Mỹ tốt hơn Pháp. Cha chính khẩn gửi ngài qua Mỹ du học tại địa phận La Crosse, Wisconsin. Qua đến thành phố La Crosse, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, thì cậu được một học bổng để học tại chuẩn viện Holy Cross. Cậu chuẩn sinh viên học tất cả 6 năm tại đây, trong đó 2 năm đầu là để hoàn tất bậc trung học, 2 năm sau học college và 2 năm cuối học triết học. Vừa học xong thì về trên gọi về nước để tu tập và giúp chuẩn viện tại quê nhà. Đến năm 1961, khi cậu chính thức vào học thần học tại Đại chuẩn viện Thánh Giuse tại Sài Gòn. Ngày 29 tháng 4 năm 1965, thầy Sáu Nguyễn Sơn Viên được thụ phong linh mục tại Sài Gòn và nhập giáo phận Long Xuyên. Sau khi chịu chức linh mục, thì cha Miên được cử về dạy trung học để nhập cấp ở chuẩn viện Á Thánh Phụng, tỉnh Châu Đốc, thuộc giáo phận Long Xuyên từ năm 1965 đến năm 1968. Từ năm 1968 đến năm 1974, cha được cử về dạy trung học đệ nhị cấp tại chuẩn viện Thánh Teresa, thuộc tỉnh Long Xuyên. Từ năm 1968, cha được cử kiêm nhiệm tuyên úy phụ tá bên quân đội tiểu khu An Giang. Trong thời gian này, do bị linh mục tuyên úy Mỹ về nước, cha Miên được đơn vị quân đội Hoa Kỳ đóng tại An Giang nhờ chăm sóc một vụ cho binh lính trong trại. Qua việc giao hảo này, chuẩn viện Thánh Teresa đã được đơn vị quân đội Hoa Kỳ đó giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt vào các dịp Giáng sinh hay Tết Tây, nên các chúng sinh đã có được một cuộc sống tương đối thoải mái về vật chất. Đến năm 1974, cha Miên được địa phận La Crosse bảo trợ qua Mỹ tu học thêm một năm. Nhưng mới chỉ được 9 tháng, thì đức cha Nguyễn Khắc Ngữ gọi về. Chỉ 2 tuần sau, miền Nam mất, và ngài khăn gói lên đường đi học tập cải tạo. Đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã trải qua 13 năm trong tù cải tạo, thì Chúa cũng thử thách cha Francisco Xavier Nguyễn Sơn Miên một thời gian tương tự. Ngài đã nghe gót đi khắp cả chục nhà tù, trong đó có cả khám trí ngoại. Ra khỏi tù năm 1988, ngài trở về sống cùng với người em ở Bình Giã, vì chính quyền tại Long Xuyên không chịu cấp hộ khẩu cho ngài. Sống với người em được 5 năm thì ngài được di cư qua Mỹ theo diện HO năm 1993. Qua Mỹ, ngài trở về La Crosse, nhưng ở đây lúc đó không có nhu cầu phục mục cũ. Cha Miên được phép đức giám mục sở tại trong Mỹ 2 tháng. Nhân cơ hội này, ngài đi nhiều nơi tìm hiểu dân tình. Lúc ấy, cha cố trọng cho biết ở giáo xứ Holy Family vùng Southwest Seattle có
đồng hương người Minh và gọi ý và gợi ý cha Mi nên xin về đây phục vụ. Khi cha Mi đến trình diện tòa tổng Seattle năm 1994 thì được cắt cử về một giáo xứ Mỹ ở Vancouver làm phó xứ. Năm sau, năm 1995, ngài được bổ nhiệm làm phụ tá cho linh mục quản nhiệm Trần Đức Phương, coi sóc cộng đồng Công giáo Việt Nam tổng giáo phận Seattle. Từ đó đến nay, ngài tiếp tục làm linh mục phụ tá. Khi mới về phục vụ cộng đồng, cha Min được linh mục quản nhiệm Trần Đức Phương cử làm linh hướng cho tất cả đoàn thể Công giáo tiến hành, đồng thời đến các cộng đoàn địa phương vào những ngày Chủ nhật để lo mục vụ cho giáo dân Việt Nam. Với vai trò này, ngài đã đi đến nhiều cộng đoàn để thi hành sứ mạng tông đồ, và đó là điều cha cảm thấy thật hạnh phúc. Vì tính cha vốn thích đi lại, khi giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam thành lập vào năm 2010, cha Miên vui mừng và tiếp tục đồng hành ủng hộ cho các cha chánh xứ Đào Xuân Thành trong mọi đường lối và quyết định mục vụ. Cha Miên là một linh mục khiêm tốn, hiền lành, quảng đại và luôn đồng hành với cha chánh xứ, các linh mục, tu sĩ và giáo phụ trong đời sống đức tin và phục vụ. Cha luôn sốt sắng và trung thành trong việc chân lễ mỗi ngày cho đến ngày qua đời. Cha sẵn lòng đi sức giàu bệnh nhân, giúp giải tội, thăm viếng và luôn sống vui tươi, lạc quan và phó thác. Cha rất thương mến các thế hệ trẻ và hăng say, quảng đại làm tuyên quý cho phong trào thiếu nhi thánh thể trong mấy chục năm qua và chỉ cách đây 2 năm. Cha được nhiều người quý mến và tính tình hòa đồng, hát hay và cũng hay hát, hát mừng sinh nhật, hát dịp lễ Giáng sinh, Tết và làm bánh tét bánh chưng, các sinh hoạt hội chợ, gây quỹ xây dựng. Cha Minh luôn quan tâm và ủng hộ việc di dời nhà thờ từ Seattle về Tukwila, cũng như việc xây dựng ngôi thánh đường của giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam tại Tukwila. Trong các thánh lễ, lời nguyện và gặp gỡ giáo hữu, cha Minh luôn cầu cho mọi người đồng lòng, hiệp nhất và quảng đại đóng góp xây dựng ngôi thánh đường. Ngài cũng mong cho ngôi thánh đường được sớm khởi sự và hoàn thành. Ngay trong thời gian tang lễ của Ngài, nhiều giáo hữu đã muốn ủng hộ cho quỹ xây dựng thánh đường để tưởng nhớ Ngài và cầu nguyện cho Ngài, và mong ước mơ của Ngài sớm được hoàn thành. Cuộc đời của cha Minh là một bài ca liên nghĩ tạ ơn Chúa đã luôn gìn giữ và ban ân lành cho cha trong đời sống và mục vụ, và tri ân các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đồng hành chia sẻ cảm nghiệm đời sống đức tin và phục vụ. Trong những ngày cuối đời, cha Min đã trở nên yếu mệt, nhưng Ngài vẫn luôn đến nhà thờ dân lễ, thăm giáo hữu và để ở cùng gia đình giáo xứ. Vào buổi tối trước ngày ra đi, Ngài đã dùng bữa ăn cuối cùng với các cha, sơ và giáo phụ trong sự vui vẻ, thân tình tại nhà xứ như là lễ từ giã. Vào sáng thứ ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021, Ngài đã bị xoay sọ và được đưa đến bệnh viện Valley Medical Center tại Renton. Vì đường xuống thấp và sau đó được biết là bị suy thận nặng, cha chánh xứ đã sức giàu cho cha cố tại bệnh viện trong sự quan tâm, chăm sóc anh chủ tịch hội đồng giáo xứ và người thân của cha cố. Cha cố được Chúa gọi về lúc 1 giờ 30 sáng thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 trong bình an. Cha cố ra đi để lại nhiều thương nhớ và nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng các linh mục, tu sĩ, những người thân trong gia đình và các giáo phụ trong và ngoài giáo xứ và toàn thể tang quyến. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh cả Giuse, Thánh Francisco Xavier và các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu, nguyện xin Chúa Kitô, một tử nhân lành, sớm đưa linh hồn cha cố Francisco Xavier về hưởng nhan thánh Chúa. Con xin toàn thể cộng đồng dân Chúa đứng lên đón tiếp quan tài.
nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa làm các thi thể của cha cố Francisco Xavier Nguyễn Sơn Miên với Đức Thánh nhắc nhở với Đức rửa tội như Thánh Phaolô viết. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, mới được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi nhớ Chúa là cha cố Francisco Xavier là mặc lễ Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo với con trong ngày Đức Kitô là những. Xin chào đón đến giáo sư tất cả quý bạn chị em, quý
cộng đoàn giáo xứ Bàn đến ngày hôm nay, cũng như là con khách từ tiểu bang về. Xin chào đón đến tất cả quý hội đồng giáo đoàn, hội đoàn các đoàn ban ngành và vì chúng ta có sự nhiều của toàn thể tăng quyến và qua thánh lễ được quyến này, chúng ta cũng nhật ký cầu nguyện với gia đình, đặc biệt với người em của cha đó là ông Nguyễn Quyên Việt Nam, của các con cháu Việt Nam và những người có mặt nơi đây, tất cả các linh tông của cha Francisco Xavier, các ông từng là của chúng sinh hoặc là học trò của cha Miên. Vậy giáo sư xin chào đón tất cả được ký với Đức Cha trong thánh lễ tạm thánh này. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Con ơi, nếu con muốn dấn thân phục sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách thương xót. Đó là lời Chúa. Trong những ngày tang thương này, chúng ta trong và ngoài giáo xứ ai cũng thương nhớ luyến tiếc từ dạ một người cha đáng kính, và nhắc đến Ngài là chúng ta nhắc đến ca sĩ Xuân Miên. Con cũng có những kỷ niệm rất là quý về Ngài khi con mới về nhập xứ ở giáo xứ Các Thánh Đạo Việt Nam ở Seattle năm 2010. Thì người ta bảo là con đi về làm dâu, mà cha Miên lại là người ở lại lâu nhất qua hai đời cha quản nhiệm. Rồi Ngài đón tiếp giúp đỡ con trong những ngày đầu chân ướt chân ráo, vì thế người ta gọi Ngài là mẹ chồng. Mẹ chồng Xuân Miên thật là phúc hậu, dễ ngủ và hay hát. Ban đêm mới đặt lưng xuống giường là con nghe tiếng ngáy bên kia tường. Sáng sớm mới 5 giờ sáng con đã nghe tiếng Ban đầu con tưởng Ngài bị đau bệnh rên rỉ, nhưng mà nghe cho kỹ lại thì đây là tiếng hát có nhạc. Thì ra Ngài thức dậy sớm mà tập hát, nhưng mà sợ con dâu thức cho nên mẹ chồng phải hát khẽ thôi. Chúng ta phải cảm ơn cha thật nhiều, bởi vì một bài hát cha tặng cho chúng ta trên nhà thờ trong 3 phút mà Ngài phải mất cả tuần mà tập đi tập lại, rất là công phu. Rồi một lần Ngài hát rất là dễ thương, không có nói gì nữa, Miên xin hát một bài, và cái đó Miên xin hát một bài nữa. Bài hát không có giới hạn, không có thời gian, và Ngài hát ngay cả khi mà đám tang luôn. Em đi chùa Hương, gặp nhau lầm ngơ, tình dân hiến, 12 Days of Christmas, tối qua các anh thiên thánh thể đã ngồi lại hát tất cả những bài ruột của cha, để cha ở trong quan tài được lắng nghe mà không cần hát nữa. Thiên Chúa sẽ lo cho mọi giọt lệ trên khuôn mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho gia đình giáo xứ. The rest of the intentions that we have in our hearts, we place everything in the hands of the Lord, thanking Him again in unity with His life and the beautiful service. We ask this in the name of Jesus our Lord. Amen. Amen.
Giờ đây chúng con kính mời cha Nguyễn Văn Tùng, đại diện đức cha Trần Văn Toản, đức giám mục giáo phận Long Xuyên có đôi lời với gia đình tang quyến. Kính người cha thiên sứ Joachim và toàn dân Chúa, giáo sứ các thánh cử ở Việt Nam và giáo phận Seattle. Đồng đoàn Thiên Chúa Giáo sứ các thánh cử ở Việt Nam, Seattle thân mến. Tôi là Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Đông Xuyên, cũng là một học trò của cha cố Francisco Xavier Xuyên. Giáo sứ Đông Xuyên được tin cha cố Francisco Xavier đã được Chúa gọi về ngày 1 tháng 9 năm 2021 vừa qua. Vào tháng 7 năm 2018, tôi đã gặp Ngài. Tôi đã tuyên hứa sẽ tham dự thánh lễ an táng của Ngài. Nhưng vì hiện tình dịch bệnh tại Việt Nam, tôi không thể thực hiện lời nguyện hứa đó. Vì thế, tôi xin dùng lá thư này để thay cho sự hiện diện của tôi. Trước hết, cùng với đồng đoàn, giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, với huyết tộc, linh tộc, thân bằng, quyến thuộc và các học trò của cha cố Francisco đã nhận được trong suốt cuộc hành trình 89 năm đời đời, trong đó có 56 năm. Giáo phận xin phó thác linh hồn cha cố Francisco cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Với lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa là cha đón nhận người con cái Ngài ở nhà cha. Tôi cũng xin đại diện cho giáo phận Long Xuyên bày tỏ lòng tri ân đối với cha cố Francisco. Trong 56 năm là linh mục, thì 27 năm, từ năm 1963 đến 1992, cha cố đã thuộc về giáo phận Long Xuyên. Trong đó có 10 năm phục vụ là cha giáo của tiểu chủng viện Châu Đốc và tiểu chủng viện Long Xuyên. Trong thời gian này, cha cố đã vâng lời đức cha cố Michael nhận nhiệm vụ là tuyên quý của tiểu khu An Giang. Vì vâng lời này, cha cố đã chấp nhận con đường thánh giá 13 năm trong trại cải tạo và hơn 4 năm quản chế tại tư gia ở Bình Giã và 29 năm xa giáo phận, xa quê hương. Là linh mục của giáo phận, cha cố để lại cho anh em linh mục một tấm gương của một linh mục trẻ luôn khâm phục bề trên và nhiệt tình dấn thân phục vụ. Cụ thể hiện thời còn trên 40 linh mục là học trò của cha cố còn đang phục vụ trong giáo phận Đông Xuyên. Ngoài ra, trong thời gian hiện tại Hoa Kỳ, cha cố đã trở thành một trong những cột trụ cho các sinh hoạt và gia đình lên đường Long Xuyên ở hải ngoại, cụ thể là tại Hoa Kỳ. Giáo phận xin tri ân cha cố. Giáo phận cũng tin rằng cha cố về nhà cha cũng sẽ gặp lại đức cha cố Michael và 128 linh mục đã qua đời trong 61 năm lịch sử của giáo phận để được thông trong hạnh phúc đời đời. Như lời sau đây, có lẽ đức giám mục muốn nói trực tiếp với gia đình nhà thiếu, với gia đình quyết tâm cũng như linh tâm. Ở đây tôi cũng xin đại diện cho giáo phận Long Xuyên xin cha cố Francisco tha lỗi nếu đã có những ứng xử vụng về đối với cha cố, nhất là trong thời gian từ năm 1975, là những năm cha cố phải sống xa giáo phận, xin cha cố thứ lỗi cho chúng con. Đến đây với tư cách của học trò của cha cố, tôi xin được đại diện cho các học trò của cha cố được bày tỏ đôi điều với cha giáo Francisco. Cha giáo kính mến, trước hết chúng con xin cảm ơn Chúa đã gửi cha giáo đến với cuộc đời chúng con và cảm tạ cha giáo đã ghi dấu trong tâm khảm chúng con chân dung của một người thầy đáng kính. Cha giáo là một người thầy sẵn sàng trao tặng cho học trò niềm vui với sự hiện diện trong những lần gặp gỡ, với nụ cười, với giọng hát, đặc biệt là trong các lần gặp gỡ về nguồn của gia đình lên đường Long Xuyên và hải ngoại. Cha giáo là một người thầy sẵn sàng trao tặng cho học trò sự thân tình bằng sự gần gũi, lắng nghe và đồng hành. Cha giáo là một người thầy sẵn sàng trao tặng cho học trò một gương mẫu tuyệt vời về phục vụ khiêm tốn, điển hình là 28 năm là cha phó phục vụ đồng đoàn. Riêng cho anh em linh mục chúng con,
Cha giáo là một người thầy sống gương mẫu về sự phong phục về trên, dấu biết rằng cái giá phải trả là rất đắt, đòi hy sinh, từ bỏ. Các học trò chúng con nén diện về cha giáo vì chúng con nhìn thấy nơi cha giáo hình ảnh Chúa Kitô đang hiện diện thân tình trước các môn sinh. Xin Chúa Kitô đón nhận cha giáo vào nước trời. Xin từ biệt cha giáo với niềm hy vọng chúng con sẽ gặp cha giáo thân yêu trên thiên quốc. Giuse Trần Văn Toản, giáo mục giáo phận Long Xuyên. Giờ đây, xin kính mời anh Lưu Công Tiên, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam có đôi lời với tăng quyến. Trọng kính quý đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý chủ tịch các giáo đoàn, quý chủ tịch các cộng đoàn, các hội đoàn, ca đoàn, cùng tăng quyến và toàn thể quý vị trong thánh đường, cũng như quý vị đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Con xin đại diện cho Hội đồng Mục vụ, Hội đồng Đại Thánh được chia buồn với huyết tộc, linh tộc, cha chánh xứ Joachim Đạo Sư Thành, cha phó xứ Anton Trần Hữu Lân. Qua sự bất mát của người thân thương, sự ra đi của cha cố San Francisco Xavier đã gây sự trống vắng lớn lao và niềm đau sâu xa cho đại gia đình tang quyến nói riêng và gia đình giáo xứ nói chung. Chúng con kính mời cha Doan Kim Đào Xuân Thành, chánh xứ giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam, tổng giáo phận Seattle có đôi lời chia sẻ với gia đình tang quyến. Cùng tất cả quý linh mục tu sĩ trong những các bạn Hoa Kỳ, còn xin chân thành thân ưu đến và cũng khuyên các con, các cháu, những người thân, những linh tộc của cha cố Francisco Xavier nguyên. Ngài có sự diện của quý vị chủ tịch, cụ chủ tịch đã từng làm việc với cha Francisco Xavier trong thời trước đây. Tất cả nói lên tâm tình của cả giáo xứ trong việc chúng con cùng thương tiếc và cầu nguyện cho cha cố. Con xin một lời cảm ơn sự yêu thương phóng đại của gia đình dành cho cha cố, đồng hành với ngài để ngài tiếp tục giúp đỡ cho giáo xứ trong suốt hơn 200 năm cô lập. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cha cố trong tất cả thánh lễ và hy sinh. Xin Chúa thương xong đời cha cố về hình là thánh Chúa, và chúng con còn tiếp tục cầu nguyện cho toàn thể tang quyến trong những ngày đau thương mất mát này. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ bình an và ban cho gia đình luôn luôn sống theo nguyện vọng và sự bình an yêu thương của cha cố Francisco Xavier. Chúng con xin thành kính nhau. No.
dân tộc. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha chánh xứ, cha phó xứ, các thầy phó tế, các tu sĩ nam nữ, ông chủ tịch, các ông cụ chủ tịch, hội đồng mục vụ, các ban, các ngành, quý giáo đoàn, đoàn hiến nghi thánh thể, các ca đoàn, quý thân nhân và bạn hữu xa gần, có mặt cũng như không có mặt ngày hôm nay, đã vì yêu thương đến kính viếng, nguyện cầu và hiện dâng thánh lễ thiễn chân cho cha cố Francisco của chúng con và tất cả những người đã yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc và hợp tác với cha cố của chúng con trong suốt những năm tháng vừa qua. Với 89 năm tại thế, cha cố đã dạy chúng con một bài học cao cả, đó là tinh thần phục vụ. Phục vụ trong đơn giản và vui tươi, phục vụ trong vâng lời và phó thác. Khi được tin cha cố Francisco ra đi, gia đình chúng con rất đau buồn và bức xúc. Nào là khoa học y tế tân tiến nhất nước Mỹ, nào là nhân quyền bảo vệ quyền sống và mạng sống của con người trên toàn thế giới, bao nhiêu nhà thương và bác sĩ nổi tiếng nhưng đã không làm được gì cho cha cố chúng con. Ngài chỉ lâm bệnh vài tiếng rồi chết. Họ đã không giúp kéo dài được mạng sống của cha cố chúng con dù chỉ một ngày. Họ đã bất lực, mọi người đã bất lực và cha cố của chúng con đã phải chết. Cha bố, bác, ông của chúng con đã phải ra đi vĩnh viễn, nhưng cũng học từ tấm gương của cha cố. Chúng con luôn luôn tuyệt đối sống tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng cứu thoát. Và hôm nay, Ngài đã giải thoát người thân của chúng con là cha cố. Từ nay, cha cố không còn phải lo cao máu hay tiểu đường nữa. Từ nay, cha cố sẽ không còn gọi phone cho chúng con nói rằng nhức mình hay nhức chân nữa. Và nhất là, cha cố sẽ không còn nằm mơ thấy mình bị hành hạ ở trong trại cải tù cộng sản nữa. Dù là chi lăng thất sơn hay là suối máu xuyên mộc, cha cố của chúng con đã được giải thoát. Xin Đức Cha, cha chánh xứ, cha phó xứ, tất cả các cha và quý vị tiếp tục thương yêu và cầu nguyện cho cha cố của chúng con để sớm được thanh tẩy và Chúa cho về hưởng nhan Chúa trên cõi trường sinh. Và từ nơi xa xăm đó, xin cha cố cầu bầu để Chúa trả công bội hậu cho Đức Cha, cho quý cha, tất cả quý vị là những người đã thương yêu cha cố khi còn sống và cũng còn tiếp tục thương yêu và cầu nguyện cho cha cố trong những ngày sắp tới. Trong lúc tan gia bối rối, nếu có điều chi sơ sót, xin quý cha và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ. Chúng con xin cúi đầu đồng kính và bái tạ. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng, được cha chỉ đến, ý cha để hiện như đất cũng như trên Yeah.
light shine upon you. Xin cho một linh hồn cha cô Francisco Xavier mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Sau thánh lễ, em lên cầu nguyện của cha cố Francisco Xavier bị đưa lên nghĩa trang Hollywood để được mai táng và sẽ không có cảnh sát đi theo. Chúng ta bắt xe chúng ta tự động đến đó và sẽ bắt đầu chuyến đó 2 giờ rưỡi. Và sau thánh lễ, giáo xứ cũng có số thức ăn nhà bánh mì, chúng ta có thể ra ngoài hội trường chúng ta lấy và dùng để chúng ta có sức để lên trên nghĩa trang. Xin cảm ơn chị em tất cả chúng ta có thể được lên trên nghĩa trang Hollywood để cầu nguyện và tín biệt cha Francisco Xavier lần cuối. Bởi trong 15 đức Kitô, chúng ta hãy tìm đưa người anh em chúng ta và cha cố Francisco Xavier đến nơi nghỉ muôn đời. Lord be with you. May the Holy Spirit fountain of all purity communicated to us through the cross and keep our bodies and souls whole spirit. And may Almighty God bless us, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Anh lời là hết, chúc anh chị em về bằng an. An Chúa. Giáo sư thứ ba sẽ bớt để đưa quý vị nào không có phương tiện đi lên nghe kèm thôi đi. Xem mình cô cảm thấy bảo đi lên chưa gia đình cô đó trong nhà lấy cái bảo đi.
chúng tôi không chỉ có bảo hoàng những bình là bảo hoàng cái bảo đi đi các bạn tiếng á đây đây là đây ai ba đi mà hỏi hả nhà thờ đã mướn 3 chiếc xe bus, 3 chiếc xe rất là lớn để chở những người mà muốn đi đưa tiễn cha tới nơi yên nghỉ cuối cùng. Thì bây giờ nhà thờ đã mướn cho 3 chiếc bởi vì parking không có nhiều để chở cho những người muốn đi, hoặc là những người lớn tuổi, những người già không có phương tiện để đưa tiễn cha tới nơi yên nghỉ cuối cùng. Đây là các anh em trong ban security, ban bảo vệ trật tự. Thì đây là lần đưa tiễn, lần cuối cùng xếp hàng để đưa linh cữu của cha. Xe chở linh cữu của cha bắt đầu đang rời khỏi giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam ở Thượng Tư là. Cựu giáo dân làm trong giáo xứ rất là nhiều năm mà ảnh đã qua Cali, mà bây giờ ảnh nghe tin cha Miên như vậy là ảnh qua đưa tiễn cha Miên lần cuối cùng nè. Đó. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều, rất nhớ các anh chị em. Cảm ơn anh. Rất là đông người và xe bớt